sư sở mẹ mình sanh ra, lấy chồng đô thị phồn hoa. Đến năm 36 mẹ đã tám con, chồng chết từ thuở còn son. Chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Trang Du Lịch và Cuộc Sống Mỹ. Lời nói đầu tiên cho Trang chân thành cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị các bạn đã ủng hộ yêu thương gia đình nhỏ của Trang thời gian qua. Hôm nay Trang lên cái clip này để mời mẹ Trang giao lưu cùng khán giả kênh của Trang, bởi vì nhiều chị em không có còn cha mẹ nữa, nhìn những người già rất là thích. Và Trang cũng mời mẹ Trang chia sẻ nhiều clip rồi. Thì lâu lâu mấy chị nói mời mẹ lên chia sẻ cho mấy chị giao lưu với mẹ, thích mẹ quá. Và có nhiều cái ý kiến nói Trang không rước mẹ qua Mỹ để phụng dưỡng. Thì vừa rồi Trang cũng đã mời mẹ Trang lên chia sẻ tại sao mẹ Trang không sống ở Mỹ nữa mà về Việt Nam. Có rất là nhiều lý do. Trang sẽ để cái đường link ở đây. Ông bà cô chú anh chị nào có muốn xem thì xem lại cái clip đó. Và nhiều lý do, trong đó có một lý do là mẹ Trang về trước khủng bố 2 ngày, sợ quá không đi nữa. Và ở Việt Nam thì ấm áp, thích hợp hơn tuổi già, với lại mẹ Trang còn rất là nhiều con cháu ở bên Việt Nam, là 3 người chị, 6 người cháu ngoại và 5 cháu cố, rất là vui. Và mẹ Trang hiện tại thì sống ở Gò Công với người chị thứ ba không có gia đình. Thì mẹ Trang ở cái tuổi 87-88. Mà mẹ Trang rất là khỏe. Mọi người kênh Trang nói khen mẹ Trang, Trang cũng cảm ơn, mẹ Trang cũng cảm ơn lắm. Thì nói mẹ Trang có bí quyết nào không mà 87-88 tuổi rồi mà trẻ khỏe đẹp như vậy. Thì hôm nay Trang mời mẹ Trang lên đây chia sẻ giao lưu với khán giả là bí quyết nào, tại sao mẹ Trang ở cái tuổi đó mà tự nấu ăn, tự chăm sóc sức khỏe, không có cần con cháu gì hết. Thì ở chung nhà với chị thôi, nhưng mà mẹ Trang tự làm hết, không có phiền con cháu gì hết ở cái tuổi này. Bây giờ Trang đang nhờ bé Rum kết nối internet trực tiếp với bà ngoại ở Việt Nam để lên kênh của Trang giao lưu, chia sẻ tâm sự với khán giả và nói bí quyết nào. Thì bây giờ Trang mời cả nhà cùng xem cái video ngày hôm nay với gia đình nhỏ của Trang nhé. Dạ chào mẹ, cùng con với lại gia đình hai mẹ con vô video mới này ạ. Chào khán giả nghe Trang Du Lịch Cuộc Sống Mỹ. Dạ, mọi người thích video kia quá nên là bây giờ con với mẹ con muốn làm một cái video mới với ngoại vậy. Ngoại khỏe không? Bữa nay khỏe không ngoại? Khỏe bình thường không có sao. Yeah. Mỗi ngày mọi khỏe à. Bây giờ Trang mời cả nhà xem mẹ Trang chia sẻ bí quyết nào để 88 tuổi trẻ khỏe đẹp như mẹ Trang nha. Yeah. Thì mẹ Trang sẽ chia sẻ một ngày mẹ Trang làm gì để được trẻ khỏe như thế này cho mọi người xem ha. Yeah. Yeah. Khán giả kênh con khen mẹ đẹp lão quá, tóc mẹ có nhuộm không? Tóc mẹ tự nhiên đâu có nhuộm. Không có nhuộm, trắng bạc phơ luôn. Mẹ bạc á, hồi đó giờ hả bạc rồi để luôn chứ đâu có nhuộm chi. Thì hồi đó tóc đen, tới tóc bạc rồi để bạc luôn, nhuộm chi cho cực. Rồi tóc mẹ Trang bạc phơ như mây luôn cả nhà. Thấy sang dễ sợ không? Mọi người khen mẹ. Được không? Bạc mà có già luôn không con? Không, bạc trắng phơ sang lắm. Yeah. Thấy mẹ già không? Tóc bạc thấy già không? Đấy, không sang lắm. Dạ không? Tóc bạc nhìn sang trắng. Cái mắt kính của ngoại nhìn sang trọng lắm. Ngoại mới mua kính hả? Ai cho mắt kính này, mắt kính mát. Mắt kính mát hả? Mắt kính mát chứ không phải kính coi chữ. Coi chữ kính khác. Ngoại bữa nay coi mát mắt cái tổng coi chữ được. Dạ bữa nay ngoại mặc sang trọng để chào ông bà cô chú anh chị vậy. Cái này nay mặc áo màu xanh bông trắng phải được không? Dạ đẹp. Màu xanh bông trắng. Mẹ đẹp quá. Nhiều khi đi đám cưới mấy anh chị ngoài nói 8 đứa con hình như không có đứa nào đẹp bằng mẹ luôn á. Mẹ đẹp hơn con cái luôn. Thì trời cho mẹ sao vậy, hồi nhỏ hồi xưa á. Cha chám với con rồi vất vả đi ruộng rồi đen xấu rồi giờ ở không rồi con cái nuôi rồi đẹp lão rồi.
Có bí quyết gì không mẹ? Thì chứ mẹ trời sao biết sao hay vậy, không biết quyết gì không? Yeah. Không biết, không biết được đó. Cứ cứ thể dục, đi thể dục với với phơi nắng rồi vậy đó. Ngoại nói đi bộ rồi phơi nắng rồi vậy đó. Và mỗi ngày mỗi biết sáng mà là gì đó. Với uống sữa. Dạ, uống sữa. Con nó cho sữa anh xua uống vậy thôi. Sữa anh xua đó. Bây giờ mẹ chia sẻ bí quyết nào mà mẹ trẻ khỏe vậy cho ông bà cô chú nghe mẹ. Bây giờ mẹ ăn uống thể dục sao? Dạ, mỗi sáng mẹ làm gì vậy? Nguyên một ngày mẹ làm gì giờ mẹ kể ông bà cô chú anh chị. Mỗi sáng thì dậy uống ly sữa trước. Mấy giờ mẹ dậy? 5 giờ dậy uống sữa. Dạ. Uống sữa rồi ra ngoài sân hít thở với mấy cái cây. Mấy cây kiểng rồi hít thở mấy cây kiểng. Hít thở hả mọi? Rồi hít thở mấy cây kiểng rồi vô thể dục. Thể dục mẹ thể vô dục. Vô thể dục. Mẹ thể dục cái. Thể dục rồi mẹ... đi phơi nắng nửa tiếng. Rồi vô thể dục mẹ thể dục bằng cái gì nè? Xoay ghế hả? Ngồi ghế Hawaii, ngồi ghế Hawaii. Xoay hả? Có cái ghế mẹ đang có cái ghế ngồi ghế Hawaii xoay á, xoay 20 phút á, xoay qua xoay lại 20 phút. Rồi cái đi phơi nắng nửa tiếng. Ừ, nữa hả mày? Phơi nắng trở lại nữa hả? Đi phơi nắng nửa tiếng rồi trở vô ăn sáng. Ok. Vậy là sáng mẹ dậy ăn sáng. Sáng mẹ dậy uống sữa xong mẹ ra hít thở. Hít thở không khí. Với cái cây á. Ra cái cây. Cái thay cây kiểu trước á. Rồi xong rồi vô rồi xây ghế massage. xây ghế Hawaii, xây ghế Hawaii rồi quay qua quay lại vậy đó. Rồi xong trở ra đi bộ thể dục nữa. Đi bộ phơi nắng luôn. Đi bộ phơi nắng. Ok. Đi bộ rồi phơi nắng ngoài trời á. Đi bộ trên sân thượng phải không? Trên vòng vòng đi vòng vòng á, vòng hành lang đó, vòng hành lang phơi nắng. Dạ. Thì xong rồi phơi nắng nửa tiếng rồi đi vô. Đi vô. Vô bắt đầu ăn sáng. Ăn sáng. Dạ, mỗi ăn cái gì á? Hả? Mỗi ăn cái gì á? Sáng mẹ ăn gì? Ăn cháo ăn chay rồi ăn cháo gói, ăn mì gói chay vậy đó. Còn ăn mặn thì ăn mì mặn hay là cháo mặn vậy đó. Bữa nào ăn mặn thì ăn chay 10 ngày. Ăn chay tháng 10 ngày. Bữa nào ăn mặn thì ăn đồ mặn, bữa nào ăn chay thì ăn đồ chay. Vậy có ai mua phở hủ tiếu bánh canh cho mẹ thỉnh thoảng ăn không? Thì lâu lâu muốn ăn kêu chị ba mua, không muốn thôi. Muốn ăn thì muốn ăn đồ chay thì kêu, còn muốn ăn đồ mặn thì kêu nó mua, còn không muốn ăn thôi, nhà có đồ ăn đồ phở hủ tiếu. ăn thôi không hết thì mất công. Ở nhà có gì ăn biến vậy là đỡ, đắt một cơm, đắt một cơm. Rồi mấy giờ mẹ ăn cơm? Vậy mà sức khỏe này mẹ cũng hơi tốt, sức khỏe tốt quá. Coi ra thì không có bệnh gì đâu, không cử ăn, mẹ không cử gì đó. Muốn ăn gì ăn, bác chị nói giờ già rồi tám mấy rồi đâu cử anh chị. Thèm gì ăn đấy, thèm gì ăn đấy không cử. Rồi mẹ tự nấu ăn luôn phải không? Tự nấu ăn, chị ba con khỏi nấu, mẹ nấu mẹ ăn. Chị ba con nấu, chị ba con ăn rồi mẹ nấu mẹ ăn. Mẹ đang ở với chị ba, nhưng chị ba sáu mấy tuổi mẹ. Chị ba nay sáu mà. Chị ba nhỏ hơn chị 22 tuổi, chị ba nay 68, chị ba nay 66 quá. Chị 268, chị ba 66. Chị mẹ đang ở với chị ba, không có gia đình thì ở với mẹ. Chị ba 66 tuổi, mẹ thì 87 tuổi. Mà mẹ với chị ba ăn khác nhau. Chị ba dưới đất, mẹ trên lầu. Mẹ muốn ăn mẹ gì trên lầu mẹ cũng có đồ nấu nướng, đồ trên lầu hết. Có nhà tắm rồi, vệ sinh rồi có hết, cũng hết. Trên lầu có gian sơn của mẹ. Trên lầu là tự nấu nướng, có bếp ga với tủ lạnh. Rồi tủ lạnh không con mua cho mẹ để đồ xài tốt không? Tốt. Tốt lắm hả? Để đồ xài tốt với nó mình không để nước đá nhiều rồi nó tắt tắt. Dạ. Nó tắt rồi cũng ít thao điện. Dạ. Để nước đá vô nó mới chạy. Dạ. Thì hồi lúc con tủ thao điện lắm.
Con coi trên mạng con thấy cái tủ lạnh đó nó có cái ngăn để ngăn mát để thức ăn để dành để nấu đó, mà con thấy con thích quá thì nói Diễm mua cho À, mẹ. cái ngăn 7 ngày đó để đồ ăn 7 ngày không không ra đông đá. Thì con Để thích 7 đó. ngày nó để đó nó 7 ngày ăn đông đá, còn để lâu ở đông đá. Thì lúc con với Diễn định mua cho mẹ Diễn ở Việt Nam đó, thì con nghiên cứu con coi thì con thích cái ngăn đó quá, thì con nói thôi mua cho mẹ cái ngăn đó đi, cái tủ đó nó mắc tiền hơn chút mà có cái ngăn đó để con thích. Rồi đỡ hao điện nữa ha mẹ. Rồi Đó mẹ hao đi. mẹ Trang tự nấu ăn luôn á cả nhà. Đã nói cho bà cô chú anh chị biết anh Diễn là ai nè. Anh Diễn là con của chị thứ hai của Trang. Dạ Thì anh. Trang có gì là liên hệ với Diễn, mẹ cần gì thì nói, thì Trang liên lạc qua cháu Diễn, tiền bạc đồ chứ mẹ đâu có biết. Rồi mẹ nấu ăn tự nấu ăn xong rồi coi phim ha, coi YouTube ha. Tới ngày coi ra sao mà cháy đã buồn, khỏi khỏi đi chơi đâu, mất công ở nhà đó cũng vui nữa, coi hình phim rồi cải lương rồi vậy đó vui, Rồi mẹ chỉ coi coi YouTube thuyết pháp coi của mấy ông thầy nào. coi mấy ông thầy giảng, mấy ông thầy chào giảng hay lắm, mấy cô mấy thầy giảng cũng hay lắm, mà thích coi vậy, thích nghe vậy đó. Mẹ Trang nấu ăn rồi coi phim, coi YouTube của tụi Trang, rồi coi thầy mấy thầy giảng thuyết pháp Phật pháp á cả nhà, mẹ đang nghe suốt à. Rồi đó với Rum cũng về ngoại nghe với ngoại nè. Vậy bí quyết của mẹ vậy, mẹ nói hết rồi đó, bí quyết vậy Rồi chiều Cho đến chiều mà chiều mọi. chưa chưa hết ngày mà chiều làm gì, chiều coi xong rồi ăn chiều. Ăn chiều rồi chiều có tập thể dục nữa không? À, chiều cũng có nữa, có tập nghiệp cũng với nằm giường nữa, có nằm giường nữa. À, nằm giường ngày mấy lần? Chiều chiều nằm giường với tập thể với xe ghế đó, xe ghế. À, mẹ Trang Xe có ghế à Hawaii, nằm giường là nằm giường á, nằm giường đẩy lưng lên đẩy xuống á. Rồi Đẩy cái lưng lên đẩy cái lưng xuống á. buổi chiều mẹ Thì con Trang biết mà, cái giường đó con biết chứ. Mẹ đang có cái giường á cả nhà, cái giường có điện massage, mình nằm cái nó lượn 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 với cái lưng á, nó massage rồi nó đánh đánh rồi nó lượn từ cái cổ tới cái chân và Đẩy lên đẩy xuống 40 phút, đẩy tới 40 phút mà nó ngưng à. nó massage nó lượn 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 mấy cái đồ dưới cái lưng tới cổ tới lưng tới hông rồi nó lượn lên lượn xuống, mà mẹ đang nằm ở đó một ngày 40 phút, ngày một lần hai lần, Một ngày một lần một ngày một lần, vậy còn mà không, massage cái ghế mẹ hai giờ ba là thì làm vậy không có nhức mỏi, xây mẹ ghế, xây ghế với nằm giường với đều bộ mày làm bí quyết vậy mà mẹ không có nhức mỏi gì đó, bình thường mẹ bình thường không có nhức mỏi, không có lâu lâu hơi sổ mũi rồi uống thuốc sổ mũi với nhức đầu vậy thôi, chứ không có bệnh, không có bệnh gì, chỉ có phơi nắng rồi vậy đó cũng đỡ bệnh, Rồi bữa còn nó tối phơi nắng đỡ bệnh. mấy giờ mẹ ngủ? 12 giờ ngủ. Ngủ khuya chứ Coi phim, vậy? mê coi phim, Mê coi phim. mê coi phim, coi cải Quá lương rồi ghiền tới 12 giờ mới đi ngủ được. ha. Tại vì rồi tới 5 giờ dậy. Oh my god. 12 giờ ngủ, Dậy 5 giờ 12 dậy. giờ ngủ, 5 giờ dậy Coi tí coi dậy hết. đi làm công ăn uống rồi cái coi phim nữa. Coi phim suốt ngày từ sáng tới tối luôn, thì có khi coi coi cũng ngủ ngủ khúc nào không hay ngủ phải Dĩ nhờ gì khi con nghe mấy ông thầy mấy cô giảng đó rồi nghe nghe rồi tới chừng 12 giờ rồi cái tắt tắt, mười hai như giờ hôm này coi iPad nè, iPad nè tới 12 giờ cái tắt iPad ngủ luôn. có iPad thì coi 12 giờ ngủ. iPad đó tốt không mẹ? À, tốt hơn iPad cũ, cái iPad này tốt lắm, Vậy hình rõ, thấy hình rõ lắm, con thấy hình cũng con với hình rõ lắm, nói tiếng cũng rõ nữa, ngoại ngoại thấy con đẹp trai không ngoại? Đẹp. Thì nói chung là mẹ ở nhà con ráng lo cho mẹ cái iPad là để mẹ coi, cái tủ lạnh tốt để mẹ để đồ ăn, rồi cái bếp ga mới cho mẹ nấu dễ dàng
thì con mừng lo được như đó là con mừng cho mẹ, đổi mới cho mẹ. Dạ thì nằm đó coi cho nó tiện lợi, chừng nào hư con mua chó khác. Cái coi đất vậy để nhiều nó mau hư. Tại tuổi già Có rồi nhiều nó còn mau hư. bao năm nữa hà tiện Rồi thì, nữa thì ai xài thì xài đi chỗ à, khác. rồi mình già rồi biết cái vui thì coi là có hư đứa này không cho đứa khác nó cũng cho. để dành nữa không biết giờ chết sống bữa nào rồi để dành được đứa con nó xài. Hôm nay cảm ơn mẹ đã lên giao lưu với khán giả kênh của con. Mẹ khỏe nghỉ lâu lâu rồi ông bà cô chú anh chị các em nhắc nữa thì mẹ lên nữa ha. À, thôi giờ để có mạnh khỏe Có nữa nữa. nói chuyện nữa. Trang cảm ơn cả nhà đã xem video ủng hộ gia đình nhỏ của Trang. Cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương đồng hành cùng gia đình Trang. Yêu thương mẹ của Trang và muốn mẹ Trang chia sẻ cái bí quyết để U90 trẻ khỏe đẹp như thế này. Mọi người hãy ăn uống tập thể dục đều đặn như mẹ Trang ha. Để có sức khỏe thì Trang cũng mong mẹ Trang sống khỏe, sống thọ hoài với tụi Trang. Trang có sáng tác cái bài hát tặng cho mẹ thì mọi người yêu thương Trang thì buồn buồn nghe cái bài hát đó thường xuyên để ủng hộ Trang ha. Thì mẹ Trang được như ngày hôm nay là ơn trên đã cho mẹ Trang có sức khỏe như thế thì Trang cũng rất là mừng. Cuối video thì Trang chân thành chúc sức khỏe ông bà cô chú anh chị và các bạn. Chào khán giả, chúc khán giả mạnh khỏe, vui vẻ, nhớ ăn uống, tập thể dục điều độ, tặng sức khỏe tốt thôi. Nhớ coi kênh trang du lịch cuộc sống Mỹ cho cháu ngoại của mẹ ha. Trang du lịch cuộc sống Mỹ nha. Dạ, sức khỏe của bà ngoại rất là chắc chắn, tại vì ngoại có làm những cái bí quyết này mỗi ngày. Ông bà cô chú anh chị hãy làm giống như ngoại để sức khỏe mạnh khỏe mấy trăm tuổi luôn ạ. Bây giờ video cũng dài rồi ha, mẹ con và ngoại sẽ chào tạm biệt. Dạ. Tạm mẹ ông bà cô chú thì Dạ, và khán hẹn gặp lại lần sau ạ. giả. Bye Dạ, bye bye. bye. Mẹ tôi xưa cũng rất xinh, tăng thành sư sở mẹ mình sanh ra, lấy chồng đô thị phồn hoa, đến năm 36 mẹ đã 8 con, chồng chết từ thuở còn son, mẹ tôi ở vậy gần tròn 90. Mẹ tôi vất vả ngược xuôi bao mơ kế chờ nuôi con trưởng thành, bác sĩ cô giáo ráng danh cũng do cuộc sống phải đành đi xa, xuống đây xứ lạ cỡ hoa vẫn luôn trăn trở mẹ già heo hon, tuổi cao sức khỏe hao mòn mong mẹ luôn khỏe thêm nhớ quê hương, việc
Việt Nam tiếng gọi vẫn dương có bài.